Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 28 Kẻ ác chạy trốn, dầu không ai đuổi theo, nhưng người công bình mảnh giỏng như một sư tử. Tại vì xứ phạm tội ác nên có vua chúa nhiều, nhưng nhờ người thông sáng có trí hiểu biết, sự vững vàng của nước sẽ còn lâu dài. Người nghèo hiếp kẻ khó khăn, khác nào trận mưa quét sạch thực vật. Kẻ bỏ luật pháp, ngợi khen kẻ ác còn người giữ luật pháp chiến đấu cùng chúng nó. Kẻ buông mình vào sự ác chẳng hiểu sự công bình, nhưng ai tìm cầu Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự. Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm, còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vậy. Ai giữ luật pháp là con trai khôn ngoan, còn ai kết bạn với kẻ hoang đàn làm hổ ngươi cho cha mình. Kẻ nào nhờ lời và sự ăn lời quá phép mà làm cho của cải mình thêm lên. Tất chứa để dành của ấy cho người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ. Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấu xa, chính kẻ đó sẽ xa vào hố của mình đã đào, nhưng người trọn vẹn được hưởng phần phước lành. Người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng dò xét người khi người công bình thắng hơn thì có sự vinh hiển lớn còn lúc kẻ gian ác dấy lên thì người ta đều đi ẩn trốn người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay còn ai cứng lòng mình sẽ xa vào tai nạn. Một vua gian ác cai trị dân nghèo khổ, khác nào sư tử gầm hét và gấu đuổi theo mồi. Quan trưởng thiếu trí hiểu cũng hà hiếp người ta nhiều, nhưng người ghét sự hà tiện sẽ được trường thọ. Kẻ mắc tội đổ huyết của người nào sẽ trốn đến mồ mã, chớ có ai ngăn cản nó. Ai ăn ở cách ngay thẳng sẽ được cứu rỗi. Còn ai đi theo hai lối cách cong vậy sẽ xa vào một trong hai lối ấy. Kẻ nào cay ruộng mình sẽ ăn bánh no nê. Còn ai theo kẻ biến nhát sẽ được đầy sự nghèo khổ. Người thành thật sẽ được phước lành nhiều. Còn kẻ nào vội làm cho giàu, ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt. Tây vị người lấy làm chẳng tốt, dầu vì một miếng bánh, người cũng phạm tội. Người nào có mắt tham, vội ham kiếm của cải, chẳng biết rằng sự thiếu thốn sẽ lâm vào mình nó. Ai quả trách người nào về sau sẽ được ơn hơn là kẻ lấy lưỡi mà vua nịnh. Kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ mình và nói rằng chẳng phải là phạm tội đâu. Kẻ ấy đồng bạn với kẻ phá phách. Người nào có lòng kiêu ngạo, dục sự tranh cạnh, nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội, còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn, còn ai xây mắt khỏi đi, ác sẽ bị nhiều sự rủa xả. Khi kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn, nhưng khi chúng nó hư mất đi, người công bình bèn thêm nhiều lên. Chương thứ tư Đức Chúa Giêsu đầy dạy Đức Thanh Linh ở bờ sông Giô Đanh về thì được Đức Thanh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp Có chép rằng Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giêsu đáp: Có chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi. Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng. Đức Chúa Giêsu đáp, có phán rằng, Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày sa bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Esai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng Thần của Chúa ngự trên ta Vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha Kẻ mù được sáng Kẻ bị hại hiếp được tự do Và để đồn ra năm lành của Chúa Đoạn Ngài xếp sách Trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài Ngài bèn phán rằng Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Ai nấy đều làm chứng về ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng ngài ra và nói rằng: Có phải con Joseph chăng? Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Naum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Ngài lại phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Dù vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung, song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman, người xứ Syria mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành, đưa ngài lên chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng ngài xuống. Xong ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Ngài xuống thành Naum thuộc xứ Galilee dạy dỗ trong ngày sa bát mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của ngài vì ngài dùng quyền phép mà phán vả trong nhà hội có một người bị tà ma ám các tiếng kêu lớn lên rằng hỡi giê xu nazareth chúng tôi với ngài có sự gì chăng ngài đến để diệt chúng tôi sao tôi biết ngài là ai là đấng thánh của đức chúa trời song đức chúa giê xu quở nặng nó mà rằng hãy nín đi và ra khỏi người này Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy, danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội, vào nhà Simon. Bà Gia Simon đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét rét liền lìa khỏi, tức thì người trời dậy hầu việc. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng, Ngài là Đấng Christ con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng Ngài, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp giữ Ngài ở lại không muốn để Ngài đi, nhưng Ngài phán cùng họ rằng: "Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến." Vậy, Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilê. Chương 35. Elihu lại nói rằng: "Ông đã nói rằng: Tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời" lại nói, tôi sẽ đặng lời gì, nhược bằng chẳng phạm tội, tôi há sẽ được ít hơn chăng? Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao? Tôi sẽ đáp lại ông và các bạn hữu của ông nữa. Hãy ngước mắt lên xem các tầng trời. Hãy coi án mây. Nó cao hơn ông. Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài? nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông? Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người. Tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan. Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu. Nhưng không ai hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. Dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời. Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời vì có sự kiêu ngạo của kẻ gian ác. Quả thật, lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng vũ nghe, đấng toàn năng chẳng thèm đói đến. Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài, sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài và ông đợi Ngài xét đoán. Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm, nên Gióp mở miệng ra luận điều hư không và nói thêm nhiều lời vô tri. Chương 36 Elihu nói tiếp rằng Xin hãy nhịn tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho ông vì tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời tôi sẽ đem đến từ xa điều tôi hiểu biết và xưng tỏ sự công bình của đấng tạo hóa tôi quả hẳn các lời luận tôi chẳng phải giả dối đấng vốn trọn vẹn về tri thức đang ở cùng ông kìa đức chúa trời có quyền năng không khinh bỉ ai trí huệ ngài rất rộng lớn ngài chẳng bảo tồn mạng sống của kẻ gian ác nhưng xử đoán công bình cho kẻ khổ nạn ngài chẳng xây mặt khỏi người công bình song Ngài khiến họ đồng ngồi cùng các vua trên ngôi mãi mãi và họ được cao trọng. Nếu họ phải mang xiềng xích và bị dây gian trưng vấn vương, thì Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm, các tội lỗi và tánh hạnh kiêu ngạo của họ. Ngài cũng mở lỗ tai của chúng cho nghe lời sửa dạy, khuyên họ trở lại, bỏ điều gian ác. Nếu chúng vâng nghe và phục sự Ngài, thì các ngài chúng sẽ được may mắn và những năm chúng được sự vui sướng. Nhưng nếu họ không khứng nghe theo, ác sẽ bị gươm giết mất và chết không hiểu biết gì. Lòng giả hình tích chứa sự thạnh nộ. Khi Đức Chúa Trời bắt xiền chúng, chúng chẳng kêu cứu. Chúng chết đang buổi thanh xuân. Đời chúng bị hư mất trong bọn gian dâm. Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người. Ngài cũng chắc đã muốn dụ ông khỏi hoạn nạn, đặt ông nơi khoảng khoát, chẳng còn sự cực lòng. Còn các món ăn dọn nơi bàn ông tất đều được đầy mỡ béo. Nhưng, ông đầy giấy sự nghị luận của kẻ ác. Sự xét đoán và sự hình phạt chắc sẽ hãm bắt ông. Chớ để cơn giận, dục ông chống cự cùng sự sửa phạt. Đừng lầm lạc, vì cớ giá bồi thường lớn quá chớ thì sự giàu có ông và các thế lực của ông có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao chớ ước ao đêm tối là lúc dân tộc bị cất đi khỏi chỗ mình khá giữ lấy mình chớ xây về tội ác vì ấy là điều ông ưa chọn hơn sự hoạn nạn kìa đức chúa trời dùng quyền năng mà làm việc cách cao cả có giáo sư nào giống như ngài chăng ai có chỉ dạy cho Ngài biết con đường của Ngài và ai nói rằng Chúa có làm quấy? Hãy nhớ ngợi khen các công việc Chúa mà loài người thường có ca tụng. Mọi người đều đang ngoạn xem công việc ấy và loài người từ xa nhìn thấy nó. Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài. Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được. Vì Ngài thâu hấp các giọt nước, rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa đám mây đổ mưa ấy ra nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người ai có thể hiểu được cách mây văng ra và tiếng lôi đình của nhà trại ngài kìa chúa bủa ánh sáng ra chung quanh ngài và che lấp đáy biển vì nhờ những điều ấy ngài xét đoán các dân tộc ngài ban cho lương thực nhiều ngài giấu sấm sét trong tay ngài và truyền nó phải đánh nơi nào. Tiếng sấm sét báo cáo việc Ngài và chính súc vật cũng đoán điềm dông mưa gần đến. Chương 37 Phải, trái tim tôi run sợ vì sự đó. Nó nhảy động rời khỏi chỗ nó. Khá nghe, khá nghe giọng vang dày của tiếng Ngài và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài. Ngài khiến nó dội dưới các tầng trời và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất. Kế liền có tiếng ầm ầm. Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra. Và khi nổi tiếng Ngài lên thì không cầm giữ chớp nhoáng lại. Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ. Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi. Vì Ngài phán với tuyết rằng hãy xa xuống đất và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn. Ngài niêm phong tay của mọi người, để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài. Khi ấy, các thú vật rừng rút trong hang nó và ở trong hầm của chúng nó. Từ các lầu cát phương Nam, bão tuôn đến và gió bắc dẫn lạnh lẽo đến. Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời bề rộng của nước đông đặc lại. Ngài chứa nước trong mây và dăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài. Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp tứ phương, đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất. Ngài sai mây hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất, hoặc để làm ơn cho loài người. Hỡi gióp, hãy nghe lời này. Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời ông có biết cách nào đức chúa trời sắp đặt các việc ấy chăng cách nào ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây ngài chăng ông có biết mây cân bình sao chăng có hiểu công việc diệu kỳ của đấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng có biết cớ sao quần áo ông nóng khi ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh ông có thể trải bầu trời ra với đức chúa trời chăng nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc hãy dạy cho chúng tôi biết điều chúng tôi phải thưa cùng Ngài. Vì tại sự dốt nát, chúng tôi chẳng biết bày lời gì với Ngài. Người ta há sẽ thuật với Đức Chúa Trời rằng, tôi muốn thưa với Ngài sao? Nếu ai nói với Ngài, quả hẳn sẽ bị nuốt đi. Bây giờ, người ta không thấy sự sáng chói lòa. Nó đã ẩn trong mây. Nhưng, gió thổi qua, xô mây đi và trời trong trẻo lại. Ráng vàng từ phương Bắc đến, nơi Đức Chúa Trời có oai nghiêm đáng sợ thay. Luận về đấng toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được. Ngài vốn rất quyền năng, rất chính trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cơ ấy nên loài người kính sợ Ngài. Ngài không đói đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa giêsu quýt amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều